Ok, mình lên cho cái nhà mình cặp vào mung ha. Thì xíu mình sẽ treo lên trên trời. Không quá, treo trời là treo lên trên để mình cho cả nhà xem. Chúng mình ngồi rất là gần đó nha. Mình đang ở đây nè, cách nó là nhà điểm nè. Một, hai cục gạch. Cũng tới lắm rồi. Còn bông đầu bạch hầu ở trong kia đã đứng anh người được. Tới mình sẽ treo lên để mình quay cho cả nhà xem tụi nó làm như thế nào ha. Nó làm gì ha? Nói chung mà bao đỏ nguyên con, mắt mũi móng mỏ đầy đủ. Không ngoáy ngước, không lộn, không gì hết ha. Đó cả nhà ở thấy được. Nói chung mà này là chim tơ hết nha cả nhà. Thì tính nếu mà tròn năm nay nữa hết thì nó được một năm á, thì rớt mùa lông này nó xuống rồi bắt đầu là lông mùa 2 ha. Ok, giờ mình sẽ treo lên rồi quay cho cả nhà xem ha. Đây, cả nhà có thể xem và kiểm tra tụi nó như thế nào. Thì giờ mình sẽ đặt máy quay ở đây để cả nhà mình theo dõi được là tụi nó sẽ hóc múa hay là ro hay là làm những cái kiểu con là điểu ha.